Nay hai bà đi thành phố, hôm nay hai với má Năm. Bữa nay đi lên Sài Gòn. Bye bye Sơn Hà. Bye bye đi con, bye bye ngày hai đi. Sơn Hà nhà thì hết quá. Năm thật đi Sài Gòn. Con ở nhà nha. Dạ đi con. Giờ về nha. Hiểu không? Xe ra đi chưa? Dạ chưa. Cái xe chỉ đây là... Nhắc dùm Út Phẩm tiếng dùm đây, đứa nào không biết nhắn nhắn đi. Nhắn gì chị? Nhắn nói xe sắp đến. Không, đã nói rồi. Hả? Đã nói rồi. Không, nó biểu á, mới nói nãy nè. Dạ hả? Biểu mà chuyện nào xe... Dạ, rồi, rồi, dì hai lên xe đi con nhắn cho. Rồi, nhắn. Được không cho mẹ nhắn? Nếu vậy em nói đồ gì? Bà dưới thăm mẹ nhắn đi. Dạ. Nay mẹ với dì hai đi mua đồ về nè. Đi mua giải về. Khoe dì Út canh. Khoe dì Út là... Dì hai mua thứ 10 mẫu luôn. Còn hơn là đi lấy chồng luôn. Còn hơn đi đập tài luôn. Có 7 bộ ngắn. Đáng lẽ nhà 2 cái áo dài với 6 bộ đồ. Mà này 3 bộ áo dài với là 7 bộ đồ. Dạ. Đẹp lắm nhớt, thấy có gì hai mua đẹp lắm. Gì hai nè, không có cái nào mà nói là xấu hết á. Chỉ có là màu già màu trẻ thôi chứ. Gì hai chơi giờ chưa bao giờ dám chơi dữ vậy hả? Gì hai đang chơi đến. Không có quá, không có đâu chứ mà. Thử một mình liều mình á. Hồi đó giờ đẹp quá không? Chị, kỳ này là chị đẹp mua giải nào xịn nhất thôi. Dạ. Chứ đó giờ chị mua giải sang quá không? Nhìn cái bông sang quá. Đó giờ đó hả, xài mua giải kia. Chị sổ mình lắm. Rồi tự nhiên nay là thay đổi cái tư duy. Không phải người ta biết đâu nhỉ. Cái bông đó cũng đẹp, bông đẹp. Cái bông xanh nó cũng đẹp nữa kìa. Ôi cái bông nào cũng đẹp á. Đẹp quá ha. Ủa đó cô hay đi sắm lần như đây hả? Ừ. Nãy giờ không có thấy hả? Không thấy cũng đồ dài. Đẹp nè. Đẹp nè mẹ Út. Đẹp nè. Quá trời đẹp luôn. Màu nào cũng đẹp phải không? Mà sao chị thấy cái này chị thương quá. Dạ. Cái này hả? Ừ. Con không thích cái này. Con thích cái bông kia kìa, bông xanh xanh kia kìa. Đó, dạ. Mà sao đó giờ em thấy cái màu này hả? Ủa, năm khoái sao năm không mua mua? Tại vì... Tại mẹ đồ còn nhiều. Giờ mai đồ này. Giờ mới nghỉ. Không. Từ từ đi, chứ giờ thì chưa có thích mai đồ này. Đẹp lắm. Chứ nói chị hai á, dây gấm thì đẹp mà... Dạ hả? Em chưa có thích mai. Cái nào cũng là đẹp hết. Không có khúc nào mà chê được hết. Dạ, cái bông đẹp quá ha, sang. Đẹp quá ha. Rồi đây là nếu bắt một khúc rồi mới lấy khúc này. Tôi lấy khúc này. Anh thích màu này. Đó dài đấy coi. Còn cái này... Từ nhỏ lớn nó đẹp. Nhưng mà... Còn phải những cơ hội để dám chơi vậy. Dạ, 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 Sơn mất cho mẹ một bộ này. Nó chơi chứ đừng mua luôn. Tốn tiền mai. Đầu nhiều lắm. Cô bà ngoại được hai bộ hả mẹ? Ồ, ngoại hai bộ đẹp. Chị hai 7 bộ đồ ngắn, 3 bộ đồ dài. Ôi, dữ không? Chục bộ. Không có dâu luôn. Dạ. Dâu có chồng là có một cặp áo dài với 6 bộ đồ. 6 bộ đồ là dữ đó. Dạ. Thôi mẹ, có 3 bộ, 1 cái 7 bộ. 3 bộ dài. Chị có chồng có bộ duy nhất là xanh. Dì hai mua giải hỏi cần lo tiền công mai. Áo dài á, cái hà tiện á, mai người ta nạp bằng tiền á, cái lấy cái áo dài chị hai chết 30 nghìn lận. Dạ. Tôi mua mấy bịch bông như vậy tự kết. Dạ. Thành kết luôn, tự làm luôn. Thành cáo khác rồi. À. Dạ. Tại mẹ mua mấy bịch bông khác rồi. Kết luôn, chồng 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 vậy. Dì hai khỏe là khỏi tốn tiền công hay gì vậy? Dạ đúng rồi, sáng mai mẹ đi dành luôn. Dạ đúng rồi. Dì hai có mua đồ để đi cưới dâu rồi đó, dẫu cưới dâu chưa? Ngồi tàu chơi kéo dâu. Cái gì chuẩn bị sẵn mỗi người 2-3 bộ hết ráo rồi. Ờ,
để chơi ba bộ này là 1,5 triệu từng mai rồi. Hai này ba bộ này là 1,5 triệu từng mai, với cái kia tính rẻ 100 ngàn đi, 7 bộ 700 nữa, trời nó 2,5 triệu bạc. Mai về nhất định mai à? Dạ. Yeah. Mai là theo vô tủ. Đúng rồi đó gì hai? Treo vô tủ nó ham. Ủa mua luôn cái tủ luôn hay gì hai? Trời ơi, dì hai đầu tư dữ ha. Dì hai đầu tư cái tủ đựng quần áo luôn. Hồi nãy hưởng mai thêm 2 bộ đồ dài nữa cho đủ 5 bộ. Mèo nó cào 5 bộ. Vậy đó hả? Mèo cào 5 bộ của dì hai luôn. Trời ơi con mèo. Con mèo mèo pháo quá. Rồi, bye bye cả nhà mình nha.